Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công đến đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Sơn Trà đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị thời gian qua trong đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân và đặc biệt là đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ luôn quan tâm đầu tư hỗ trợ để y tế cơ sở ngày càng phát triển, đề nghị Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nêu cao y đức, phát triển năng lực chuyên môn, trong đó có việc thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn